第278 ngày, ngày 278, hãy nghe và nhắc lại cách nói chất lượng cũng rất tốt đấy. chất lượng cũng rất tốt đấy. Chữ liàng也蛮好的. Chữ liàng也蛮好的. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đừng vội, từ từ thôi. Đừng chí, từ từ thôi. Đừng vội, đi về phía trước đại khái 200 mét. Hoàng chén dấu ta cài ở bái mỉ. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bạn cái xào sứ sẽ trào trào.

chỉ giới tính nữa. Nữ sinh Màu sắc Yến sửa Tuy cảm giác hơi dài Suy rán cảm chế yếu điểm trắng Cửa màu nâu Dung sửa mấn mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào? Chân sáng vài y bù hờ sân giờ mà bản. 190.000 Việt Nam đồng, nguyên văn là 19 vạn Việt Nam đồng. Sứ chiếu vài yuyện nán tuần. Ít nhất cần 300.000. Nguyên văn là ít nhất cần ba mươi vạn, ít Ha ha, ha ha. Đại thu hoạch, tả sâu khổ, vừa đẹp mắt vừa rẻ, Yêu hào khăn. Yêu ý.